Có một nguyên tắc căn bản của thải độc mà bạn cần biết. Thải độc nên đi từ những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta thì sẽ hiệu quả hơn là chỉ có một cái kỳ thải độc khắt khe ha. Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn top những cái thói quen thải độc của mình hàng ngày. Bởi vì là thải độc nó sẽ đi đến từ những cái hoạt động thường ngày và không gây độc cho cơ thể, đúng không? Thì cái thói quen đầu tiên mình sẽ là thanh lọc tâm thức bằng hoạt động thiền. Mỗi ngày sau khi vận động mình sẽ dành 10 đến 30 phút để thiền tập. Thiền tập nó có thể rất là đơn giản chứ không nhất thiết phải là khoanh chân ngồi bó gối. Tất nhiên nếu mà bạn làm được và cảm thấy thoải mái với điều đó thì ok. Còn không thì như mình sẽ luân phiên các động tác là đi, đứng, nằm, ngồi. Và mình chú trọng đến cái việc là thả lỏng toàn bộ cơ thể, rồi sau đấy tập trung vào hơi thở, thở sâu, chậm. Và mình sẽ quan sát cái suy nghĩ của mình nếu như nó nảy sinh. Mỗi khi mà mình cảm thấy lười hay là cảm thấy hơi ì một chút thì mình nhớ đến một cái câu nói của Gandhi. Ông nói rằng hôm nay tôi có rất là nhiều thứ muốn đạt được đến mức mà thay vì thiền tập trong vòng 1 tiếng thì tôi sẽ phải thiền tập trong vòng 2 tiếng. Bạn có ngạc nhiên không khi nghe câu nói này của ông? Câu nói này nó cũng trùng với lại cái ý tưởng của Stephen Covey ở trong cuốn 7 thói quen dành cho người thành đạt. Thì ở trong cuốn này ông mới đưa ra một cái ví dụ rất là hình tượng là nếu như những cái việc ta muốn làm là những cái cây và ta là người thợ đốn cây thì những cái người thợ khôn ngoan sẽ không dành thời gian của mình để ngay lập tức lao vào đốn cây, mà những người thợ khôn ngoan sẽ dùng một ít thời gian của mình để mà mài sắc lưỡi cưa. Thì cái việc mà rèn luyện tâm thức như thế này nó cũng giống như là mài sắc lưỡi cưa của bản thân mình vậy đó. Cái thói quen mà thải độc tiếp theo là thải độc dành cho thân mình. Nó sẽ là thói quen vận động làm sao để cho ra mồ hôi. Thực ra mình đã nói về cái này rồi nhưng mà mình cảm thấy là không nhấn mạnh thì không được. Bởi vì cái việc mà thải độc ra mồ hôi nó có hiệu quả còn hơn là thải độc qua đường bài tiết. Thường thì chúng ta hay chú trọng vào những cái kế hoạch thải độc qua đường bài tiết. Chúng ta phải ăn thế này uống thế kia hoặc là nhịn ăn. Nhưng mà có một cái thông tin khoa học đưa ra là cùng là một cái chất độc, ví dụ như là kim loại nặng mà bị dư ra ở trong cơ thể, thì khi mà thải độc ra qua đường mồ hôi thì nó sẽ có hiệu quả gấp 3 lần so với đi qua đường nước tiểu. Những cái gì nó sẽ được thải độc qua đường mồ hôi bao gồm là kim loại nặng này, những cái độc tố gây rối loạn nội tiết này, những cái hoạt chất mà nó tiết ra từ trong những cái đồ nhựa kém phẩm chất mà mình sử dụng trong gia đình, hay là những cái độc chất ở trong nông sản. Một lần nữa mình xin nhấn mạnh là các bạn có thể là thải độc bằng cách là vận động thể thao, hay là các bạn cũng có thể là toát mồ hôi bằng cách hoạt động, lao động tay chân nào đó. Còn đối với mình thì mình thường rất là thích chạy bộ xung quanh bờ hồ Xuân Hương, tổng cộng khoảng tầm 7 km. Thì đối với ở Đà Lạt với cái khí hậu như thế này thì phải vận động thực sự mạnh thì mới ra được mồ hôi. Cái thứ ba mà mình rất là yêu thích đó là tìm đến kết nối với thiên nhiên. Ngay từ ngày mà mình còn là sinh viên đi học ở Hà Nội thì mỗi khi mà có căng thẳng hay mệt mỏi gì đấy thì mình rất là thích ra bờ hồ để ngồi và nhìn mặt nước. Thực ra thì ở đâu, bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể kết nối với thiên nhiên bằng cách đôi khi là chỉ cần nhìn ngắm cây cối, bầu trời và tận hưởng cái vẻ đẹp của nó, mọi lo lắng buồn phiền sẽ tiêu tan. Cách thứ tư của thải độc là chúng ta thải độc không gian sống của bản thân mình. Ngoài cái việc là chúng ta có thể cố gắng tối giản đồ đạc càng nhiều càng tốt để mà cái thời gian mà dọn dẹp nó không mất quá nhiều thời gian của chúng ta hàng ngày, thì ngoài ra thì chúng ta còn có những cái cách rất là đơn giản như là trồng những cái chậu cây ở trong nhà để có không khí thoáng mát hơn. Và chúng ta học về các cái loại nhựa để mà chúng ta có thể chỉ giữ lại những cái loại nhựa tốt và an toàn cho sức khỏe để sử dụng. Còn hạn chế ngay từ cái khâu đầu tiên là sử dụng những cái đồ nhựa mà nó không tốt. Thường là nó ở từ các đầu số, là từ số 3 đến nhựa số 6 và nhựa số 7 là nên hạn chế sử dụng nha các bạn. Giống như ông bà ta có nói là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, thì cố gắng sắp xếp lại cái không gian sống ấy, nó tạo ra được một cái không khí rất là tốt cho cơ thể mình. Rất là nhiều những người bạn mà mình đã coach cho thì họ thường kể lại cùng một câu chuyện là cứ mỗi khi mà có cái tâm trạng mệt mỏi thì họ không biết làm gì cả thì họ đi dọn nhà, và đột nhiên sau đấy là cái mệt mỏi đó nó tan biến sau khi mà họ làm mới lại cái căn phòng và căn nhà của mình. Cách tiếp theo chúng ta có thể thải độc hàng ngày đơn thuần là chúng ta ăn một cái chế độ ăn
có phần lớn là từ nguồn gốc thực vật. Những cái nguồn gốc thực vật ở đây nó có thể đến từ ngũ cốc thành phần, nó có thể đến từ rau, củ, quả, nó có thể đến từ đậu, hạt hay rong biển. Vô số những cái công thức mà bạn có thể là khám phá trên blog của kênh Chậm Chậm Mà Sống. Dần dần là mình sẽ giới thiệu công thức cho các bạn. Thì riêng cái việc mà mình ăn cái chế độ mà có nhiều thực vật hàng ngày, cái chất xơ đấy khi mà đi vào trong cơ thể nó giống như một cái chổi quét, nó sẽ quét qua rất là nhiều những cái lớp độc tích tụ ở bên trong cơ thể của chúng ta rồi. Một cái cách thải độc bằng đồ uống tiếp theo nữa mà thời gian gần đây mình rất là yêu thích đó là nấu trà đậu xanh để thải độc. Các bạn có thể là bỏ vào 2 muỗng canh đậu xanh, đun lên và bỏ vào bình ủ uống lai rai cả ngày. Đó là cách ta thải độc rồi. Cái viên đậu xanh nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có tác dụng lợi tiểu và giúp ta đào thải ra được những cái độc tố mà thường sẽ gây ra cholesterol trong máu, huyết áp cao hay là xơ cứng động mạch. Và tại sao chúng ta lại phải giữ nguyên vỏ của hạt đậu xanh? Cũng giống như là những cái thực phẩm toàn phần khác, cái lớp vỏ ở đây nó chứa rất là nhiều sinh tố, khoáng tố và thậm chí là một số chất flavonoid sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa lão hóa và phòng chống ung thư. Cái cách thải độc cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái thời gian offline để tái lập cân bằng vào buổi tối. Mình thì không muốn làm các bạn chán chết bằng cách là nói ra rất là nhiều những cái tác hại của thiết bị điện tử, bởi vì ai cũng biết rằng rất là nhiều người trong chúng ta vẫn đang phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và internet để mà kiếm sống. Nhưng mà mình cũng vậy thôi, nhưng mà mình luôn tạo điều kiện để mà bản thân mình khi mà đến buổi tối thì mình sẽ dành thời gian để cho những cái hoạt động hoặc là những điều hoặc là những cái người nào đó mà quan trọng ở trong cuộc sống của mình nữa. Nó có thể là gia đình hay đó có thể là một cái thời gian me time, tức là thời gian chỉ dành cho bản thân mình, chăm sóc bản thân mình. Bởi vì dù sao chúng ta cũng không phải là một cái cỗ máy và những cái thiết bị điện tử cũng không phải là một cái phần nối dài trong cơ thể của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta hãy rời nó ra và dành cho người thân yêu của mình những cái khoảng thời gian và sự hiện diện và sự lắng nghe thực sự. Điều đó sẽ mang lại cho các bạn cái hạnh phúc dài lâu và tái nạp lại năng lượng cho các bạn để ngày mai lại bắt đầu một cái sức sống mới. Rõ ràng đây là những cái cách thức mà không chỉ mình mà ai cũng có thể thực hiện được, đúng không? Vậy thì bạn có cam kết thực hiện bất cứ điều gì trong những cái điều mà mình đã chia sẻ hay không? Hay bạn sẽ làm gì để cải thiện dành cho bản thân, giúp cho bản thân thải độc một cách tự nhiên nhất? Thì hãy chia sẻ ở mục bình luận phía dưới. Đừng quên like và share, bởi vì những cái sự ủng hộ của các bạn sẽ là cái động lực rất là lớn để team Chậm Chậm Mà Sống tiếp tục thực hiện những cái video tiếp theo. Và đừng quên subscribe nữa nhé. Bây giờ mình xin Chậm Chậm tạm biệt và Chậm Chậm hẹn gặp lại.